rồi nè nha. Nhưng mà trước tiên ấy, chúng ta muốn biết tại sao chết thì phải điều tra nguyên nhân nha. Đây, nguyên nhân là đây. Trường hợp này là trường hợp do là chúng ta để cỏ, mà cỏ cơ bằng là quá dày nha, quá lượng cỏ luôn đây. Nè, anh Nam với Mơn chiếu kỹ nha. Đây nhìn ha, cỏ nó dày, nếu như chúng ta theo chiếu theo từng lớp cỏ là độ cỏ rất là dày nha. Do cái miếng giường này để cỏ mà do mỗi lần chúng ta phát mà chúng ta cứ sợ mà phát lên cao cao quá, cứ ngày qua ngày rồi nó sẽ làm gì 2 đến 3 lần là thành một lúc nệm. Khi phát lâu lâu chúng ta cũng nên phát cho sạch một cái, gật đầu chỉ chừa có một phần gốc cỏ nhẹ gì thôi rồi cho cỏ nó lên lại, như vậy thì cây nó mới tốt. Còn này là chúng ta chừa quá dày rồi. Cái trường hợp đó, có một số bà con chừa dày á vẫn không chết, nhưng mà đó là dày ở bên ngoài nhưng mà thoáng ở bên trong. Còn cái trường hợp do cái cây này nó chết, lý do là nó vừa dày nè mà còn ở dưới là một lớp cho nệm nữa nha. Nè, coi kỹ nha. Nè, phá ra nè ha. Đó, này lấy từ từ thôi nha. Đó, thấy không? Thấy cái lớp cho không? Đây. Đó, dẹt cái lớp cỏ này ra nè, thấy không? Đó, dẹt từ từ thôi nè. Đó cho anh em coi thấy không? Đây, khi qua cái lớp cỏ này nó đã nắng và oxy cũng như lượng phân chúng ta đưa xuống dưới cây hấp thu đã không được rồi, mà còn thêm cái lớp cho dày đây nè. Đó, thấy không? Đó. Một cái lớp cho vậy cũng phải tương đối này cũng phấn tàu tầm đâu đó 4-5 phân nha. Đó, thấy không? Cái lớp cho này ha. Đó, anh em có thể coi tôi đo này ha. Đó, cái lớp cho vậy tới nhiêu nè ha. Đó là cũng từ giá 4-5 phân trở lên rồi nha. Nên cái lượng oxy nó sẽ xuống không được nha. Đó, rồi khi đó nè. Đó, để tôi ưu ra cho coi. Anh em coi nha. Thấy chưa? Ai, ở trên á, thì anh em coi á, là tưới nước á, thì rất là ẩm, nhưng mà bên trong của lớp đất ở dưới á, thì nó lại rất là khô nha. Cục đất anh em coi thấy nó khô và rất chắc nha. Lý do là cũng như là nước chúng ta tưới hàng ngày nó chỉ ướt ướt ở trên thôi, ở dưới thì nó sẽ không có được nước nha. Đây, chúng ta phải phá dỡ tình trạng này xuống nữa. Đây. Gắt đất này rất là cứng nha. Chùm gà này cũng khô nước nẻ rồi nè, nhìn kỹ nha. Đó, rồi một cây đó nó ở trên thì ông chủ vườn này được tưới nước cũng như nó là rất là đều, hàng ngày đều tưới đó, nhưng mà cuối cùng anh em thấy không, đất nứt từ nào gì đó ở tại vị trí gốc cây luôn đó, thấy không? Thì chỉ cần dán cái lớp cho ra là thấy đất còn là đất nứt không, thấy không? Đó, nói chung ra nếu như không phải vấn đề phân thuốc không mà còn là kỹ thuật của tại vườn nó rất là quan trọng nha. Đây, mừng cho anh em coi nha. Nè, đây bắt đầu là đây là chiếu thử ghế cái sầu riêng nha. Bữa nay đi anh em tôi nói là ngày cũng có sơ sót là không có đem theo vũ khí nha, là cũng như dao búa cưa kìm nha. Đây phải dùng tay chân không nè, anh em coi nè. Đó, ngay rễ cây nó bắt đầu nó hư nè, thấy không? Nó hư, nó đang hư và thối vào dần 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 vào nè ha. Mà môi trường này hư là hư do là thiếu tăng oxy cũng như là thiếu lượng dinh dưỡng ha. Rồi cộng với xúc tác của cái lượng cho này cũng phải nói là tương đối mặn nha, vì cây sầu riêng mà có độ mặn quá nó cũng không mê đâu nha anh em. Đó, vì nó rất là nhát nha. Đó thôi, bà con mình dù không biết thì thôi khỏi gây cho càng tốt hơn nha, chứ đừng nghĩ gây cho nhiều là tốt nha. Do cái anh chủ vườn này anh không biết nên anh sử dụng cho hơi lạm dụng nha. Đây nè anh em thấy không, khi dạch cho ra rồi là rễ cây tỏ đơ hình chân. Đây rồi, được đầu để tôi phá tiếp tục vụ đây cho anh em coi. Rễ cây hầu như là chỉ có là rễ chết không, toàn bộ lý do đó đó là một phần là do cỏ dày kết hợp lớp cho quá dày nha, rồi đi phân đi nước nó sẽ xuống không được, oxy sẽ không thông được tới mặt cây và cây từ từ chết dần theo. Đây là hiện tượng những cây đề kháng kém nó sẽ hiện tượng dẫn đến là chết nha. Còn những cây đề kháng hiện tại bây giờ nói chung ra cái vườn này hiện tại giờ số cây nó đang ngủ ngày cũng rất nhiều nha. Ví dụ hồi anh để Nam quay mấy cây nhiều xíu, những nhiều cây nó ngủ ngày cho anh em coi sao nha. Đó, anh em coi ha. Và trường hợp này á, nếu như muốn sửa lại thì tiến hành dọn cỏ phát quang ra hết, rồi tiến hành xới mô nhẹ lên, rồi tiến hành tưới thằng canxi đồng kẽm xuống. Rồi có một số bà con có thể hỏi tôi là bón vôi được hay không đó, thì nếu như không biết canxi đồng kẽm có thể sử dụng vôi nhưng mà hiệu quả không cao bằng canxi đồng kẽm thôi. Đó, rồi xong rồi chúng ta khoảng từ đó khoảng 5-7 ngày chúng ta mới tưới mấy cái dạng mà xô gieo kích rễ lại hoặc là gieo phục hồi đó, để cho cây phục hồi lấy lại rễ mới. Nhưng mà đối với trường hợp của cây này á, khi phục hồi rồi thì cái cây nó cũng quá kỳ kìa. Theo ý kiến chung thì nên đốn dục đi, mau hơn, trồng cây khác. Đừng nên phục hồi tốn kém lắm. Tại vì chúng ta phục hồi nó sống được nhưng mà cái tốc độ phát triển cũng yếu lắm, do cấu trúc của bộ rễ nó đã hư hoàn toàn này. Chúng ta nên loại bỏ cây này đi. Rồi, mình trả lại cho anh chủ vườn này đi.
lấy con kia dễ dùng cũng coi đụng điện hộn nó phá bánh cây ổng. Rồi nó không phá. Này còn hơn bằng trứng thét luôn. Quá chặt lắm. Bởi vì cái cày